là 5B. Mình thích tự. Tại vì sao? Nó nhiễm vào từng dòng máu và trên cái lão của mình. Vì trông nó kiểu nó men lên, người đàn ông thì mình cũng nên tham gia một môn nào đó. Thực ra đây nó là môn thể thao. Môn thể thao xe đẩy. Truyền tải cái thông điệp lái xe an toàn đến cho các vận động viên cũng như các khán giả đến dự cái giải này. Bởi sao? Bởi hai cái hạ tầng cái giao thông ở Việt Nam thực sự còn rất hỗn loạn, và hàng ngày như bạn biết rằng rất nhiều người đi ra khỏi nhà và không mãi mãi không về. Bây giờ Việt Nam ta là rất là thiếu những cái môn cảm giác mạnh. Không, chúng tôi thực sự là để bọn chúng tôi muốn chơi những cái môn cảm giác mạnh này cũng không biết chơi ở đâu. Cho nên là những cái mà đúng như cái sở thích, sở trường của anh em của chúng tôi là tôi rất là thích.